Người đẹp chuyển giới Nguyễn Phạm Tường Vi tiếp tục thi Hoa hậu sau khi lọt top 3 đại sứ hoàn mỹ. Tường Vi được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở sân chơi mới. Người đẹp chuyển giới Nguyễn Phạm Tường Vi từng nhận được rất nhiều sự chú ý khi đăng ký tham gia cuộc thi Đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Dù được đánh giá rất cao nhưng cô nàng chỉ dừng chân ở ngôi Á quân 2. Nếu như quán quân chân đài và Á quân 1 Lương Mỹ Kỳ đều chắc suất thi quốc tế thì cơ hội của Tường Vi vẫn còn bị bỏ ngỏ. Tường Vi là Á quân 2 của Đại sứ Hoàn Mỹ. Trong khi chờ đợi cơ hội, Tường Vi quyết định đăng ký tham gia thêm một cuộc thi hoa hậu khác. Đây cũng là đấu trường nhan sắc cho phép người đẹp chuyển giới tham gia nên Tường Vi có khả năng đạt được thứ hạng khả quan nếu cô đăng ký. Tường Vi nhả hàng về việc tiếp tục đi thi hoa hậu. Với nhan sắc ngọt ngào cùng kỹ năng đang dần hoàn thiện sau Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, Tường Vi được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở sân chơi mới. Trước khi đăng quang danh hiệu Á quân 2 Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, Nguyễn Phạm Tường Vi từng thử sức với một sân chơi khác là phiên bản Next Top Model dành cho cộng đồng LGBT. Thời điểm này, cô nàng chỉ mới 18 tuổi, lấy nghệ danh là TT và chưa thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Tường Vi lọt top 5 chung cuộc của mùa giải năm đó. Khi những hình ảnh cũ được đào mộ lại, Tường Vi cuối cùng cũng có những chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong 6 năm qua. Người đẹp bị đứng hình 3 giây khi nhìn lại hình ảnh cũ, tính ra không có sửa mà khác nhau quá à. Tường Vi đứng hình khi nhìn lại loạt ảnh thời cũ thời chưa chuyển giới của mình, lúc còn là TT. Và Tường Vi vô cùng xinh đẹp ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.